bảo cái gì đúng cái gì sai, em phải biết là cái đấy là cô chắc chắn 100% đã có bằng chứng chứng cứ đã. Cô đến lúc thầy ra có em hiểu không? Thầy ra anh của em đi theo thầy ra bếp mà em hiểu không? Chưa nói này, nhưng mà cái sự việc em xuống đây em nhờ anh ấy, anh đã không giết em thôi, anh đi gọi xuống đây thôi. Bất kể gì đến lúc này em sẽ không gọi anh, nhờ anh cái gì nữa. Đi về, nhà nó tiếp em nó tiếp được. Chào mừng khai trương giảm giá 50%, bán app Free Fire, PUBG Mobile, Liên Quân và tất cả các loại game khác. Link shop mình xin để dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại cả clip tiếp theo của mình nhé. Đấy anh em ạ. Thì bữa nay là mình đang ở quán, thì mình đang đi với Ngọc anh em ạ. Thì bởi anh có nghe được cuộc gọi của anh Mạnh. Anh Mạnh tóc dài đấy, thì lâu lắm rồi anh em mình chưa thấy anh Mạnh tóc dài xuất hiện luôn. Thì anh Mạnh có gọi đến cho mình bảo là trong quán mình là xảy ra chuyện gì mà tại sao Tuyền lại xuống đây nó mách anh Mạnh. Nó mách nói chuyện gì cả anh Mạnh ấy, để cho hiện mình chỉ biết là anh Mạnh gọi mình xuống bảo xuống xem câu chuyện đầu đuôi như nào. Thì mọi người biết là cái câu chuyện của tem mình hiện tại đang mất tiền đúng không? Thì như hôm nay là Diễm Xu có mang tiền không biết Diễm tiết kiệm hay nhiều để Diễm để đẻ thế, nhưng mà Diễm lại mang cái tiền tiết kiệm của nốt của Diễm để mang cho anh Sơn vay. Thì anh Sơn cuối cùng lại giả cho mình, nhưng mà Tuyền lại biết được câu chuyện đấy, cuối cùng Tuyền lại giận. Không biết giận điều gì mà Tuyền có hôm qua cũng có bảo anh Sơn là nếu mà hôm qua đưa tiền cho mình nhưng mà anh Sơn không nhận là anh giả mình rồi. Tuyền có nói bảo là nếu mà anh Sơn mà nhận lúc đấy mà anh Sơn vẫn không về thì đừng trách Tuyền, nên là Tuyền không biết là Tuyền định đánh hay định làm gì mình không biết. Nhưng mà tự nhiên đùng cái mình thấy đang xuống dưới quán của anh Mạnh Tóc Dài rồi anh em ạ. Thì bây giờ thì mình cả Ngọc và đang trên đường xuống quán anh Mạnh Tóc Dài xem mà sự việc như nào, và anh Mạnh gọi mình có vấn đề gì để xuống để xem anh em nhé. Không biết là Tuyền lại nói chuyện gì cả anh Mạnh anh em ạ. Không biết có lý do nào để gọi anh Mạnh mình đánh anh Sơn không biết. Nhưng mà được cái là anh Mạnh mình là anh lớn, nên anh ấy được cái hiểu chuyện anh em ạ, nên là mình cũng không nói về vấn đề đấy. Thôi nói chung là giờ anh em mình đang trên đường xuống với anh Mạnh, thì đến rồi mình sẽ quay ngay sau nhé anh em nhé. Tí có gì mình thì sẽ ghi lại cho em sau. Để tập này muộn rồi anh em nhìn này, bây giờ là đây 9 giờ rồi, mẹ nó xuống giữa này làm gì không biết. Ok, tí đến mình sẽ quay ngay sau nhé. Ok. Cái hôm mà em xuống quán anh ấy, cái hôm mà anh em mình cần gặp lên thì hôm nay em ra xe kiểm tra tiền, thì hôm nay em nói mình hôm nay bỏ cái trước ấy, hôm kia cách đây 4 hôm em ngồi đây thì em ra có thì bảo đấy, em có cần ra xe kiểm tra tiền, nhưng mà cuối cùng lại không thấy tiền với đâu, trong xe là có hơn 10 triệu thì mất. Thì về nhà thì trong thời gian này chỉ biết là em là chỉ có cái ông Sơn Béo là ông ấy đang gặp phải gia đình khó khăn cần tiền ấy đấy. Thì nhưng mà lại không cái bằng chứng, nên là em cũng không bao giờ khẳng định là một ai cả, vì lúc trừ khi là có bằng chứng em mới nói. Nhưng mà Tuyền là nó lại khẳng định là do Sơn Béo ấy, nên Sơn Béo lấy trộm tiền đấy của em, nên là nó cứ nghĩ Sơn Béo lấy trộm là nó bắt người Sơn Béo phải nhận rồi. Mẹ tuy nhiên lại xuống đây nhờ các anh cái gì em mới biết được. Lần thứ tư bảo anh nên uống rượu rồi mà thấy em chán, nên là đang khó khăn đang xây nhà kia loại kia, xong rồi có mất tiền thì Tuyền bảo chắc chỉ có Sơn thôi. Thì anh bảo là tôi từ từ đã mọi người bình tĩnh, bởi trong khi đó là chị em chưa chắc chắn thì đừng có nói ra đến việc mình, bởi vì đôi khi rất khó tình nghe đi ra nó quá phải không. Thì thế anh gọi lên đây của anh uống rượu anh cũng nói qua rồi, thì giờ anh gọi đều lên thì anh muốn tất cả anh em nói chuyện, chứ vì chưa chắc chắn nên mình những người ta đây mời anh cũng là cứ mọi người bình tĩnh một sờ sờ cho số ví dụ anh đỡ có được thành ra nó qua ví dụ cứ việc nó ok, việc cứ chính đáng ví dụ là của em bị nọ kia cơ anh xuống đấy. Có đùa anh nhỉ, vừa lễ ngồi em đã rõ anh nhỉ, tất cả những cái hành động hành vi em đã kể bảo tất cả những chứng cứ mà dẫn chứng đến là chắc đã Sơn Béo rồi. Nó bảo anh thấy rồi chắc rồi, em mới nhờ anh chỉ về xuống thôi. Bây giờ anh đi gọi lại xuống đây để cuối cùng giờ thì ra này, căng ngô. Bởi vì như anh nói em này, giá em có một anh ở dưới mà anh, thì là mình là sợ nó không đúng. Chứ không phải là không sợ gì là ai, mình chỉ là gì là, thế là không phải.
anh muốn nghe, anh muốn nghe, anh muốn nghe từ hai tay, ba tay, chứ không phải nghe một đồng bên em thì nó rất khó, phải không? Thế là anh em, thế là anh em nghe nó thật. Còn ví dụ như việc em biết, ví dụ em đưa lên xem lại ở có thằng nào đánh nhau không nhỉ, ok sẵn sàng nó về đến nó là rõ ràng thì sẵn sàng anh chị ok em, nhưng cái này thì mình vẫn đang chưa biết đâu đâu thì đôi khi nó có hiểu không. Người ta nói mày này, anh Mạnh và tất cả anh em ở đây đều là các anh lớn hết, không phải cái chuyện còn con cái gì mày cũng đi mày lên nhờ các anh mẹ, bây giờ các anh còn công việc của các anh, bây giờ mày các anh không phải rảnh suốt ngày mẹ mày đi giúp mày cái chuyện này chuyện nọ, trong khi mẹ mày mày chưa bằng chứng mày xuống mày đi mách các anh cái gì, mày nghĩ các anh trẻ con với mày. Mẹ anh như là mẹ anh lớn anh biết suy nghĩ hơn cái loại mày nhiều, hiểu chưa? Không phải vì mày, mày cứ khẳng định ai ăn trộm mày thích đánh ai là mày bắt đầu mày xuống mình nhờ kệ các anh mày trẻ con với mày. Tao bảo con nó đánh chưa? Thế mày xuống mình nhờ. Tao bảo anh đi xuống giải quyết giúp tao. Giải quyết cái gì? Thôi nhà tôi. Chuyện riêng của tem mày này nói chuyện được. Chuyện riêng của tem này thôi các anh. Thôi anh nói rồi, anh em không có gì cho anh cả. Công việc nói em thôi, ok không để nói lên, anh chẳng có gì cả. Nhưng vấn đề như này, trước khi mình làm cái gì đó mình sẽ xem xét lại cái việc nó có đúng mà nó có lên để làm cái việc đấy không thôi. Còn đối với em khi ví dụ không phải là chúng tôi có chủ đề, ví dụ khi mà em bị thọ kia là chắc chắn là anh sẽ có mặt, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ có mặt, kể cả lúc nào cũng anh sẽ có mặt. Mình biết mà, thì đấy là trừ khi là của em mà có chuyện thì xảy ra, nó không may xảy ra thì em cần đến các anh giúp thôi. Nhưng mà cái chuyện nó không gì cả, các anh còn công việc riêng của các anh, bây giờ bắt các anh phải tham gia những chuyện ngoài này, em không thích. Không, không sao, bởi vì này đã là anh em đôi khi các em vẫn phải có những cái công việc mà ví dụ hôm nay nó không truyền đâu, anh gọi lên gọi anh em ngồi với nhau ngồi với khác nhỉ, thì người ta không biết ngồi đối khác, đối khác không biết vào bao nhiêu sơn thì đâu cái gì nó khó, thì muốn là anh em đôi khi thì là chết phải nói chuyện để cho truyền lớn biết ạ, không hiểu đó. Rồi xong rồi muốn thế nào thì đi sau đường chưa có gì đấy, đôi khi đường mình vào nó khó, rồi cả sơn thì nó cũng phải người đây. Mình tư mình vào mình thấy ra là cái gọi là cứ kiếp một cái loại kia thì nó cũng hay, mà Sơn ở trong là người trong trong của em, nhưng bây giờ Sơn ở đây cũng lâu rồi nên nghĩ là chắc không làm gì đấy đâu, thì nó khó. Thì em mới bảo là bên cái suy nghĩ của anh thì em biết là chắc chắn rồi, nhưng mà em chỉ giận cái em biết chắc chắn là anh không phải là cái chuyện gì anh phải làm sáng tỏ và có bằng chứng đã thì anh mới hành động, nó không phải cái gì anh cũng để đâu, thì em mới biết là em tin anh rồi. Nhưng mà cái tức cái em tức vì cái thằng này, em nói thế rồi chuyện trong tem thì để trong tem tự giải quyết, anh em trong nhà tự giải quyết. Nó ra nó kể các anh, nó nói các anh cái điều, ví dụ anh em cũng nói việc, ví dụ nó đi nhờ người khác, người ta đánh em trong kem thì luôn người ta nhìn như vậy, đúng không? Thôi, ví dụ anh, ví dụ bây giờ tao không nhiều nữa, bây giờ em chỉ hỏi anh mỗi câu cuối là anh có xuống giúp em không luôn? Nha, yeah. Em chỉ hỏi anh mỗi câu thế thôi, anh cứ trả lời em đã. Giúp ấy, anh nói em giúp thì giúp thì đúng, chứ không giúp thì sai. Được. Anh không phải giúp sai, anh hiểu. Nhỏ. Còn ấy, còn anh em mình thì cảm nó vẫn như thế, nhưng mà cái đấy là em phải nhận ra được cả cái gì đúng cái gì sai, em phải. Biết là cái đấy là cô chắc chắn 100% đã có bằng chứng chứng cứ đã, có lúc thành ra nó khó em hiểu không? Thành ra anh của em thì ra nó thành ra bếp mà em hiểu không? Chưa nói này, nói chung là cái sự việc em xuống đây em nhờ anh ấy, anh đã không giúp em thôi, anh đi gọi xuống đây thôi, bất kể gì đến phút này em sẽ không gọi anh, nhờ anh để tí nữa đi về nhà nó thích em nó giúp được, anh ngồi cho anh về không được. Anh kệ nó đi, cái này có quay này không? Thôi kệ nó anh đi, anh cứ vào anh kệ nó, anh cứ vào đi anh. Anh kệ nó. Quay này, anh nó về xử lý đấy. Ôi, anh em. Thôi kệ nó anh ơi. Mưa gió này này. Mưa gió nó đi. Đây, bây giờ em xin phép chắc em xin em về luôn để em ra em đón em về. Đấy. Thôi nhưng mà cũng may là anh gọi em, không là mẹ nói anh xử thế thì cũng ngại anh. Okay. Anh ngồi em để mai có gì em xuống em ngồi với anh xong. Để em ra em đưa về. Chơi luôn có gì ăn luôn. Vâng, anh nhé. Vâng, anh nhé. Vâng.